Hello mọi người nha. Thì sáng nay ra vườn kiếm của nhà em ấy vừa phát hiện ra có một chậu vị hoàng nở. Thì đây là cái mùa kiếm á mọi người, cho nên là bông rất là nhiều. Cái cây bông kiếm là một cái cây mình chơi phong thủy nó rất là ok mọi người. Cái này là đối với em ý nha. Còn em ý đối với mọi người thì em ý không biết sao, nhưng mà đối với em ý, em nghĩ ý nghĩ là nó chơi phong thủy rất là ok. Thì đây là cái cây vị hoàng nhà em ý mới nở mọi người. Cái cây này là một cái cây kiếm quốc dân, nó thuộc trong cái tứ bộ danh kiếm rất là nổi tiếng ha. Anh chị nào hoặc những cô chú nào chơi kiếm, hoặc thậm chí những anh chị cô chú mà mình không chơi kiếm luôn, mình nghe cái tên này thì mình vẫn biết vị hoàng là một cái cây rất là đẹp và rất được lòng người chơi. Và dòng này thì thân thủ cũng khá là ok. Thì hôm nay có bông nở tại đây, thì cái cần hoa này mọi người, cái cần hoa này nó dài chắc phải hơn 1 mét đó, rất là nhiều nụ luôn, rất là nhiều nụ mọi người. Cần hoa này nó rất là nhiều nụ ha. Đó mọi người thấy không? Cái này thì em ý trồng nó bị lệch chậu, nó tràn chậu rồi mọi người. Mọi người thấy không, thân thủ của nó nè, rất là to. Em ý làm cái clip này lên để cho mọi người tham khảo ha. Đó, anh chị nào mà thích chơi kiếm hoặc đam mê kiếm có thể alo em ý. Thì cái vị hoàng này, cái củ to thì nó tầm hơn 1 triệu một củ mọi người, đối với củ to. Nhưng đối với những anh chị mới chơi thì mình có thể lấy hàng giống thôi được rồi. Hàng giống thì em ý có sẽ thể chia sẻ tầm 700-800 một củ ha. Chỉ 700-800 thì mọi người sẽ được một cái củ kiếm vị hoàng. Nay thì nó rẻ rồi mọi người, nay thì nó rẻ cho nên rất là dễ chơi. Cho nên nếu anh chị cô chú nào mình muốn chơi, muốn tìm cái phong thủy may mắn thì mời em mọi người về với đội em ý ha. Mặt bông nè, có bông tại chậu luôn mọi người nha. Anh chị nào mà thích cái tép bông này thì em ý tách cái tép bông này để chia sẻ cho mọi người luôn. Đây là cái cây vị hoàng, có bông em mới qua làm clip cho mọi người xem. Không mua cũng không sao, mọi người xem tham khảo thôi. Mình up lên chơi đa dạng cái kênh YouTube của mình ha. Cứ có bông gì mình up lên. Tại vì mỗi người sẽ có một sở thích, đúng không anh chị, cô chú? Ví dụ như em thích kiếm, em thích cá, thì mọi người có thể thích hàng rừng nè, hàng va, hàng thòng đồ. Còn em thích cái gì em chơi cái đó, hoặc là mình cảm thấy mình thích cái gì thì mình up lên cái kênh YouTube của mình cho phong phú thôi. Một thứ, cái thứ nhất là để thỏa mãn đam mê ha. Cái thứ hai là nhiều khi để cho anh chị tham khảo, nếu mà mình có nhu cầu, mình có điều kiện thì mình cứ chơi, hoặc mình có thể chia sẻ nhau về những cách trồng trọt, đồ chăm sóc cây như thế nào để đẹp, to và đẹp, đúng không mọi người? Đây, cái cây vị hoàng. Cái này hàng giống em mới chia sẻ tầm 800 một tép nha mọi người, tầm 700-800 một tép. Có nghĩa là hàng cái lá nó nhỏ hơn cái chậu như thế này. Còn to như thế này, cái củ to mà lá nó to như thế này á, thì em mới sẽ chia sẻ tầm hơn 1 triệu một tép. Đây là cây vị hoàng. Đó, bông tại chậu nha. Qua bên đây sẽ có một cái cây này, nó cưng hơn đó mọi người. Cái cần hoa mấy chục hoa luôn. Đây là một cái cây Taiwan mọi người ơi. Taiwan em ấy chia sẻ cho mọi người nha. Sắp tới đây thì em ấy sẽ lên những cái cây dendro cho mọi người chơi nữa. Thiên Nga đen nè mọi người. Thiên Nga đen còn thoi thóp. Dendro thì em ấy có chia sẻ, nói chung là hàng bình dân cho mọi người chơi thôi. Đây, cái cây Taiwan nè mọi người. Mọi người thấy cái cần bông không? 1 bông, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Trời ơi, 20 mấy bông, cần bông chắc gần 2 mét mọi người. Taiwan này thì nó rất là đẹp, và đặc biệt cái thằng này thì thân lá và củ rất là to. Em ấy có chia sẻ nha mọi người, Taiwan này em mới chia sẻ 300 ngàn một củ. Đây là cái Taiwan này mọi người, thân rất là to. Rất là to luôn. Cái hàng Taiwan thì nổi tiếng là cần bông dài. Anh chị mà trồng bụi lùm hơn nữa, bông nó có thể dài tới 3 mét luôn. Bông có thể dài tới 3 mét luôn mọi người. Đó, nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp. Ngày mai hoặc ngày mốt em ấy sẽ lên một mớ kiếm hàng sổ cho mọi người sưu tầm nha. Mùa này thì đang là mùa hoa, khả năng sổ mình rất là cao, sổ được mặt bông đẹp rất là cao. Thì em ấy sẽ tri ân cho mọi người hàng sổ nữa, cho nên là mai mốt em ấy sẽ lên. Đó, Taiwan em ấy bán 300 ngàn một tép. Anh chị nào có nhu cầu sưu tầm Taiwan, mọi người thấy không? Taiwan là một cái cây khai thác được khá là nhiều, tại vì nó rất là nhiều lá mọi người. Taiwan nói chung là bây giờ là rẻ hết rồi mọi người. Vàng Tây Ninh em ý cũng có. Nếu mọi người thích chơi kiếm thì mọi người cứ alo em ý. Mình có nhu cầu, mình cần cái gì, nếu em ý có em ý sẽ chia sẻ giá mềm cho mọi người chơi ha. Tại vì thời buổi dịch bệnh khó khăn. Đây là cái cây Taiwan mọi người thấy không? Mặt bông cũng rất là sáng mọi người. Mặt bông rất là sáng luôn. Đó, đẹp và đáng chơi. Anh chị mình thích sưu tầm cái cây Taiwan này thì mình alo em ý nha. Có 300 ngàn một tép thôi mọi người. Rất là rẻ nha.
Tại vì em ý còn một chậu nè, vườn khá chật, em ý sale cho mọi người chơi. Chứ cái này lúc trước, năm ngoái em ý mua 2 triệu một tép á, thì năm ngoái giá nó đỉnh điểm thì mình không nói gì đi. Nhưng mà bây giờ em ý có giống rồi, em ý lấy lại vốn rồi, thì em ý chia sẻ giá cỡ nào cho mọi người cũng được nha. 300 ngàn một tép tay quen, quan còn đúng một chậu tầm 3-4 tép nè. Anh chị nào nhanh tay mình sẽ được. Còn bông chắc phải dài tầm 2 mét á mọi người. Nếu như mà mình có nhu cầu tham khảo thì mình cứ xem clip của em ý, hoặc là mình đăng ký kênh Zalo của em ý nè. Đó đúng không? Nói chuyện là sắp tới đây thì sẽ có rất là nhiều mặt bông nở rất là đẹp cho mọi người tham khảo ha. Chỉ tham khảo thôi cũng được mọi người. Không cần xem là phải mua, không cần đăng ký là phải mua, và cũng không cần kết bạn là phải mua. Mình cứ kết bạn với nhau, bạn bè thì biết bao nhiêu là đủ đúng không anh chị? Đó, đó, mọi người thấy con bông không? 300 ngàn một tép quá rẻ luôn mọi người. Em mới cảm ơn mọi người đã xem clip của em ấy nha. Bye bye mọi người nè.